Nói thì nói chờ ngày thấp mơ con giờ êm trời thì cứ ra tay quyết chèo thoảng đơn chốn bồng lai mãi ngơi nghỉ tâm thân của tam tạng tay phu quyết đau bị rồi yêu làm bao lắm phen đức từ bi phải lộ trắng đen lôi âm từ cũng đi đến đi dọc đường yêu tinh làm hồn thấy đường tăng thơm thật muốn ăn nhờ muốn đồ bạc giấy xa tâm với đại thánh tề thiên cứu lòng sao chữ nhớ không có hết thì nạn tai cũng thoát như không khó tìm cho gặp chủ nhân ông còn ẩn lánh nơi dòng sanh chung ai mới tâm nghe qua không nghĩ phùng ra suy tầm tâm để nam mô A Di Đà Phật tâm để lại nam mô A Di Đà lòng ngủ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy một tay diện một mời trái chính giữa hai bên như lần thơ chót gọi lời theo anh cầu nguyện một lần mới lượng la mời xin về bên trong nhắc cho buồn đào cho lòng chừng ơn trời ban được lục thầy mới được Tây Đông du thuyết thấu cho được con lòng ác nghiệp thì khắp nơi mới biết mến yêu chúng sanh nên tầm quảng ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm mà cho tắt thì đạo hành ngày kia mấy đắng cho chữa hờn đứa dữ ít chi phần tu hành tai gác mặt lì chịu cay đắng của người sang sớm lòng sâu riêng hai nên ngôi bớt thở than bận đến lòng ta đi theo hộ niệm bằng Phật để cho thầy vào ta bà đặt dài kẻ đường xa chưa rồi. Ở đây thì có tất cả các
nay rừng bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu thọ đàn dê dục gió cũ nhiều nỗi thảm thế dạy sanh chúng cho rồi mới rành cùng hiếm kẻ nghênh ngang cường ngạnh ôi kệ sao cho hết thói đời mãi say sưa theo cuộc vui chơi nên kiếp kiếp đời đời lên xuống suối tiên thánh đổ ra cuồn cuộn tràn ruộng lòng gieo giống mới nên kẻ vô tình chẳng có chí bền phải xa ngã theo nơi mộng ảo giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo cảnh vô sanh lòng bao ma mê mùa nước tràn ngập cả điền đê đến nước hạ đồng khô cỏ chay cuộc gian nan năm qua đã thấy luận diệt đời cũng khúc lớn rồng khi vậy thì tràn cả bờ sông lúc khô hạn đi đồng khao khát biết làm sao lên lưng bằng hạt bay cả trời tỏ ấy khắp thế gian con thảo phục quỳ chầu trước bệ cha hiền ngọc đế gặm dinh nhục sanh trong thế hệ tuồng xưa kia sách đặt đã lâu phải chuyển thay trái đất khi một bầu đặng lừa lóc con tiên cháu Phật gần một nơi xưa sang tim nghe tất sự phân người cùng dân cho dương trần rõ luận thiên công có địa ngục thiên đường hay chẳng các chúng sanh nghe rồi yên lặng suy cho tường rồi sẽ biết cơn vui tay tự ta thiên đình cho phép lão tôn trần đôi lẽ lời thầy giải thật là
căn kẻ bao nhiêu tình bạc ai gấp tôn. Giờ mời chú hai lời ông cầu nguyện hẹp đi. Trong ba gia tìm đào quá mộng thôi giả thấy ước mong đời thành giao cho đậu mê tán để hạ nguyệt. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ vậy cung thỉnh toàn thể cô bác dân thời luôn chuyện đưa ta tới Nam mô tới chốn nhà thương dường bình đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô lắc lẻo quá công bài tâm kịch quyển nhân thoại quá giảng 36 tuổi chia xa bổn đạo xuất mong phiền. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Phòng vắng đêm khuya làm tiếng người tâm thần phương Phật cảnh vui tươi ước mơ thế giới lân hòa nhà Phật con tin. Lạnh lùng mây bạc bị luồn trong cùng bởi quá yêu giống làng hồng cái đắng xiêm dẹp thân đau chiều miệng đời thành trị hết Phật Nam Mô Di Đà Phật. Vậy điều lệ thắng đến đây cũng ta bước bước đường gặp nẻo chân mà không nản chi giới nào lòng giấc diệu nhân loại câu quyền bi bổ đức dạy đời rạng á đồng. Nam mô A Di Đà nghiệp chướng đang loạn hại sát thân mượn gì người ta không chịu mượn đâu chuông lành buông tiếng dòng bốn ngăn hả cương thường gánh nặng trái dinh cho tờ tóc dài quần gái vẹn phần nợ nước dân chương toan bao đáp ơn nhà đạo đức quyết đền khuyên người trí
mộng Nam Kha chung thể trần. Thế trần tạm già gác đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ai hàng. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Diệu quyền chân ly nôi đường sang, ảo thuật tà tâm kim nẻo ra. Long lanh gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ái dục giết tài hoa. Tài hoa cho lâm lâm nàng tai, trị lạc phong trần chôn gốc ngơ gai. Nếu đã tình tâm tâm lẻ thẳng, cũng nên rèn tăng gặp đàn ngay. Sân si phòng có điều thêm bần, nhận nhìn ác không.